Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 28. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tienza, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem kinh bản trong trang 25, đếm ngược hàng thứ ba. Chúng ta xem đoạn thứ 12 trong 48 đại nguyện: ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, phát bồ đề tâm, kiên cố bất thối, trực chúng đức bổn, chí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc, vô bất tội giả, nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự, tức tự hối quá, vị đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, mạng chung bất phục cánh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc, nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 21, sám hối được vãng sanh. Trong phần trước đã có trình bày với quý vị, người phàm phu được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới gồm có hai hạng người. Hạng thứ nhất là lúc bình thường y theo phương pháp trong kinh luận mà tu hành và tích công lũy đức. Đây là một hạng người trong tam bối vãng sanh. Hạng thứ hai là sám hối được vãng sanh, tức là trong nguyện thứ 21 này, họ trong đời này đã tạo tội nghiệp rất nặng, đến lúc họ lâm chung mới biết sám hối. Họ sám hối được vãng sanh, phẩm vị của họ cao hay thấp cũng không nhất định, chủ yếu là xem tâm sám hối của họ. Nếu tâm sám hối của họ là thuần chân, triệt để sửa đổi, thì phẩm vị của họ sẽ là rất cao. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói đến Vua A Xà Thế. Người này lúc còn sanh tiền đã tạo tội ngũ nghịch. Ông ta giết cha hại mẹ, phá hoại Phật Pháp, đã tạo cái tội này rất là nặng, nhất định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Nhưng vì ông ta trong đời quá khứ có trồng thiện căn, lúc lâm chung hết lòng sám hối, niệm Phật được vãng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với đại chúng rằng Vua A Xà Thế được vãng sanh, phẩm vị của ông ta là thượng phẩm trung sanh, được giảng sanh vào phẩm vị rất là cao, đã tạo tội nặng mà cũng được giảng sanh phẩm vị cao như vậy, vì ông ta là chân tâm sám hối, hết lòng sám hối, là có hai hạng người này. Như hạng người của Vua A Xà Thế trong bổ nguyện chính là điều này, cho nên đích thật là có y cứ bổ nguyện của A Di Đà Phật. Phần kinh văn vừa mở đầu cũng là câu thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc. Chữ văn này bên trong nhất định có tính, có giải đây là quan vệ trong tam huệ của Bồ Tát. Hệ niệm nhất định phải có nguyện, có hạnh, cho nên đã hội đủ ba điều kiện tính, nguyện, hạnh. Phát bồ đề tâm kiên cố bất thối, tức là nguyện vọng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ý chí rất là cương quyết, không buông bỏ. Trực chúng đức bổn, tại trong Tịnh Độ Tông mà nói chính là chấp trì danh hiệu. Ở bất cứ lúc nào, chỗ nào,
trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Đây chính là thật sự đức bổn. Hôm qua tôi có giảng tường tận với quý vị công đức của cầu danh hiệu này không thể nghĩ bằng. Một cầu A-di-đà Phật này chẳng những bao quát tất cả kinh giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm, cũng bao quát cả tất cả pháp môn kinh luận của mười phương, tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh, không bỏ sót một pháp môn kinh luận nào. Cho nên công đức của câu danh hiệu này không thể nghĩ bằng. Trong kinh nói trực chúng đức bổn là căn bản của tất cả công đức, chính là công đức danh hiệu. Tuy người niệm Phật rất nhiều, nhưng thật sự hiểu rõ công đức danh hiệu thì không nhiều. Cho nên họ niệm Phật vẫn còn hoài nghi. Nhưng nếu người thật sự hiểu rõ công đức danh hiệu thì họ không bao giờ có hoài nghi. Họ niệm Phật thật sự có được thọ dụng. Chỉ tâm hồi hướng dục sanh cực lạc, đây là suốt đời giải hành tu trì chỉ có một nguyện vọng, tương lai được sanh về cực lạc thế giới. Người suốt đời mà hành trì như vậy thì không có một người nào mà không được vãng sanh, nhất định được vãng sanh. Vô bất tội giả, tức là hết thảy thảy đều đạt được nguyện vọng. Đoạn kinh văn này là Phật nói pháp môn vãng sanh cho người bình thường tu học, cũng là nói cho chúng ta biết rõ ràng minh bạch về pháp môn vãng sanh. Nhược hữu túc ác, túc ác tức là quá khứ đã tạo ác nghiệp, hoặc là đời trước, hoặc nhiều đời nhiều kiếp trước, hoặc là trong đời này đã tạo ác nghiệp. Nói trong đời này là lúc chưa nghe được pháp môn này cũng thuộc về túc ác. Quý vị đã tạo những ác nghiệp đó, nhất định phải đoạn trừ, thì phải sám hối. Không nên nghĩ rằng sám hối là luôn luôn nghĩ đến ác nghiệp của mình, vậy thì sai rồi. Tại vì sao? Vì quý vị nghĩ một lần đã tạo tội nghiệp thì lại tạo tội một lần. Mỗi ngày nghĩ thì mỗi ngày tạo tội, thì quý vị làm sao đoạn được ác nghiệp? Cho nên không nên nghĩ đó. Phải sám hối như thế nào? Niệm A Di Đà Phật chính là sám hối. Trong tâm ta hiện tại chỉ có A Di Đà Phật thì tự nhiên không có ác niệm. Đây mới là chân sám hối. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Muôn ngàn trở nên ở trước tượng Phật cầu khẩn: con đã tạo tội nghiệp sâu nặng, xin Phật Bồ Tát tha thứ cho con. Như vậy thì quý vị ở trước tượng Phật Bồ Tát lại tạo thêm một lần rồi. Quý vị một ngày cầu khẩn một lần thì lại tạo thêm một lần, thì quý vị mãi mãi không thể tiêu trừ được ác nghiệp. Cho nên Phật dạy chúng ta không nên hoài niệm những ác nghiệp trong quá khứ, mà trong tâm không thể có ác nghiệp, khiến cho ấn tượng ác nghiệp dần dần phai mờ đi, dần dần không có, thì sẽ tiêu trừ được. Phải thường niệm A Di Đà Phật. Phía trước có nói A Di Đà Phật là trực chúng đức bổn, huống chi là lại được oai thần của A Di Đà Phật và mười phương tất cả chư Phật gia trì. Được sự lợi ích này là vô lượng vô biên, tự mình phải biết mà tranh thủ. Không có sự lợi ích nào mà sánh bằng sự lợi ích này. Từ xưa đến nay, chúng ta thấy trong Tịnh Tông có nhiều vị đại đức. Họ bắt đầu học Phật cũng không phải là tu học pháp môn này. Có lẽ lúc bắt đầu họ cũng nghiên cứu tất cả pháp môn. Như chúng ta được biết, Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngẫu Ích và Đại sư Ứng Quang đời cận đại,
Lúc các ngài mới học Phật, các ngài cũng học qua tông môn giáo hạ. Sau khi các ngài nhận biết pháp môn này thì xả bỏ hết những gì đã học, thảy đều buông bỏ hết, chuyên tu một môn. Đây là bởi vì lúc bắt đầu tiếp xúc không nhận biết pháp môn này, nên đã tiếp xúc rất nhiều pháp môn, thật ra đã lãng phí rất nhiều thì giờ. Người nào mà có đại phước báo, vừa tiếp xúc thì gặp được pháp môn này, vừa tiếp xúc thì tin tưởng pháp môn này, đây là điều rất khó. Như căn tánh của tôi đây, không phải là người thượng căn. Tôi học Phật, tính ra cũng không lâu. Tôi học Phật khoảng được 5 năm thì tiếp xúc Tịnh Độ Tông. Dù có tiếp xúc nhưng không tin, không thể tiếp nhận. Tôi theo học với Lý Lão cư sĩ 10 năm. Thầy là chuyên hoằng pháp môn pháp môn Tịnh Độ. Thầy là học trò của Đại sư Ấn Quang. Chúng tôi tiếp nhận sự chỉ dạy của thầy, chỉ là không phản đối, không bài xích Tịnh Độ. Rất tôn kính Tịnh Độ, nhưng tôi không tu học Tịnh Độ. Tôi cảm thấy rất khó tu học Tịnh Độ. Đến lúc nào thì tôi mới thật sự tin sâu Tịnh Độ? Là lúc tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, lúc giảng được phân nửa. Cho nên tôi tin sâu Tịnh Tông là từ Hoa Nghiêm nhập môn. Tôi thấy được những gì trong kinh Hoa Nghiêm, là thấy được chư Phật Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm đều niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là đối với tôi là một điều rất chấn động. Vì sao ngài Văn Thù và Phổ Hiền, hai ngài là bậc đẳng giác Bồ Tát của Hoa Tạng thế giới, vẫn phải phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ? Trong kinh có nói thập địa Bồ Tát, thập địa là từ sơ địa đến đẳng giác, 11 ngôi địa vị này họ tu pháp môn gì, đều là nói chư đại Bồ Tát của Hoa Tạng thế giới. Chư đại Bồ Tát địa vị rất cao nhất, thủy chung không rời niệm Phật. Thủy là sơ địa, chung là đẳng giác. Chư đại Bồ Tát 11 ngôi địa vị này tu pháp môn gì, đều là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Lúc đó tôi đã hiểu rõ, mới quay đầu trở lại hết sức chú tâm mà nghiên cứu Tịnh Độ, mới thật sự hiểu rõ pháp môn này là tất cả chư Phật để dùng để phổ độ chúng sanh, liễu sanh tử, thoát luân hồi, thành Phật đạo, đệ nhất pháp môn. Đây là điều chẳng phải dễ. Tôi đã phát hiện, sau khi phát hiện thì tôi liền bỏ hết những kinh điển khác. Trước kia tôi có học Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Lăng Nghiêm, thảy đều bỏ hết. Tôi cũng có giảng kinh Kim Cang 4 năm. 4 năm đã giảng được tới đâu? Giảng được phần nữa, nhưng giảng rất là tường tận. Đáng tiếc lúc đó không có thu âm. Tôi giảng kinh Kim Cang là dùng bộ giảng nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông. Bộ giảng nghĩa đó rất là dày. Lúc đó tôi ước tính nếu muốn giảng hết phải mất 8 năm. Lúc đó chỉ giảng được phần nửa. Giảng được phần nửa tức là kinh Kim Cang giảng nghĩa quyển thượng, hãy còn quyển hạ. Cho nên xây dựng lòng tin là điều chẳng phải dễ. Từ xưa đến nay, thật sự xây dựng lòng tin có 2 hạng người. Một hạng là thật sự nhận biết, hiểu rõ, minh bạch pháp môn này, thì lòng tin tuyệt đối sẽ không dao động,
Một hạng khác là thì như một bà lão vậy. Tuy bà cái gì cũng không biết, nhưng thiện căn của bà sâu dày. Dạy bà niệm Phật thì bà hết lòng hết dạ mà niệm Phật, suốt đời cũng không bao giờ thay đổi. Hỏi bà có biết Phật pháp hay không? Bà không biết, bà chỉ biết niệm Phật. Hạng người như vậy nhất định được giảng sanh, rất là đáng kính, rất là phi thường. Còn những người chúng ta thì không bằng bà. Cho nên các bà lão trước khi đi giảng sanh thường hay biết trước ngày ra đi, họ đứng mà giảng sanh hoặc ngồi mà quán sanh, thật là không thể nghĩ bạc. Ở Đài Loan, chúng tôi chính mắt đã nhìn thấy cư sĩ Lý Tế Hoa quán sanh ở thành phố Đài Bắc. Cam lão cư sĩ ở Cựu Kim Sơn cũng hiện diện ngày hôm đó. Ngày hôm đó, Lý lão cư sĩ giảng kinh cho mọi người, giảng được 1 tiếng rưỡi. Sau khi giảng xong, ông nói với mọi người rằng tôi phải đi về nhà. Thì mọi người nghĩ rằng tuổi ông đã cao 80 mấy tuổi rồi, có lẽ giảng mệt rồi về nhà nghỉ ngơi. Sau khi ông xuống giảng đài, đến ngồi ở ghế salon trong phòng khách thì liền vãng sanh. Không có sanh bệnh trước khi ra đi, còn thuyết giảng 1 tiếng rưỡi. Âm thanh sang sảng, nói đi thì đi. Lục Lý lão cư sĩ vãng sanh, tôi nghe người ta nói ông đã biết trước 3 tháng mình ngày hôm đó đi giảng sanh. Cho nên ông lợi dụng những ngày chủ nhật đi thăm bạn bè để từ biệt, gặp mặt lần cuối. Ông ra đi rất là tự tại giải thoát. Vào năm Dân Quốc thứ 57 ở thôn Tướng Quân Đài Loan, có một bà lão niệm Phật đứng mà vãng sanh. Bà niệm Phật chỉ niệm được 3 năm. Niệm Phật 3 năm thì đi vãng sanh. Bà cũng không biết, bà cũng biết trước mình ra đi, bà đứng mà vãng sanh, cũng không sanh bệnh. Bà vãng sanh rất là tự tại. Sau khi đại chiến thứ hai ở Hồng Kông, có phu nhân của ông Hà Đông Tước Sĩ, chính là thân mẫu của tướng quân Hà Thế Lễ. Chuyện của bà vãng sanh làm ảnh hưởng rất lớn cho người niệm Phật ở Hồng Kông. Lúc đó bà ra đi là biểu diễn vãng sanh, là mở đại hội vãng sanh. Bà mời tất cả bà con, bạn bè đến nhà bà, bởi vì con cái trong nhà bà là tín đồ Cơ Đốc giáo. Thế nhưng tướng quân Hà Thế Lễ đối với nền giáo dục Trung Quốc, ông rất hiểu rõ về nền giáo dục này, cho nên thân mẫu tin Phật, niệm Phật, trong nhà cũng có niệm Phật đường nhỏ. Con cháu trong nhà gia đình bà là tín đồ Cơ Đốc giáo, bị thử không có xung đột. Con cháu rất là hiếu thuận. Ngày hôm đó bà cụ sắp đi vãng sanh, bà gọi hết con cháu trong nhà đến, bà nói cả nhà chúng ta là tự do tôn giáo, thế nhưng hôm nay ta phải đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta mẹ con cũng là có duyên trong đời này. Hôm nay các con phải niệm mấy câu Phật hiệu đưa tiễn ta ra đi. Đây là sự yêu cầu cuối cùng của bà. Đương nhiên mọi người, con cháu trong nhà đều rất là hoan nghỉ niệm Phật, và bà con bạn bè cũng niệm Phật, xem bà ra đi như thế nào. Bà ngồi xếp bằng trên ghế, mọi người niệm Phật không tới 15 phút thì bà đi giảng sanh, không có sanh bệnh. Tuy con cháu trong nhà là tín đồ Cơ Đốc giáo, nhưng về sau họ cả nhà đều niệm Phật. Tại vì sao? Vì chính mắt họ nhìn thấy. Cho nên cách độ người niệm Phật của bà cụ rất hay. Bà đã độ được cả nhà. Lúc bình thường bà không nói gì cả, đợi lúc lâm chung thì bà biểu diễn cho mọi người xem, xem họ có tin hay không. Đây là bà cụ đã độ được cả nhà. Lúc bình thường không nói một câu, đợi lúc lâm chung thì bà tự tại giảng sanh, xem họ có tin hay không.
Bà cụ có thể tự tại giảng sanh, chúng ta có làm được hay không? Cho nên nay người trong nhà gia đình quý vị không tin cũng không sao, đợi lúc lâm chung quý vị biểu diễn cho họ xem thì họ sẽ tin. Đến lúc lâm chung quý vị mà không có bản lãnh này thì quý vị không thể độ được họ. Quý vị muốn độ được họ thì quý vị phải học bản lãnh này, đến đi tự do. Phải học bản lãnh này như thế nào? Trong bộ kinh này đều có dạy cho chúng ta. Những chuyện trong thế gian đều là giả, chỉ có chuyện vãng sanh là thật, không thể giả được. Một người không sanh bệnh, thân thể khỏe mạnh, sức khỏe rất tốt, biết trước lúc nào ra đi thì lúc đó ra đi. Thật sự mà có được công phu này, muốn không ra đi cũng được, gọi là sanh tử tự tại. Ta muốn ở lại cõi này vài năm cũng được, muốn lúc nào ra đi thì lúc đó ra đi. Đúng là đến đi tự do, gọi là liễu sanh tử. Chúng ta tu pháp môn này chính là chấp trì danh hiệu. Những người tu pháp môn này đạt đến cảnh giới sanh tử tự tại thì có rất nhiều, rất nhiều. Đây là thật sự có chứng cớ để cho chúng ta thấy. Cho nên thành tâm thành ý niệm câu Phật hiệu này chính là sám hối. Niệm Phật chính là thật sự sám hối. Vị đạo tác thiện, tức là từ nay về sau đoạn tất cả, tu tất cả thiện. Quý vị phải biết tiêu chuẩn của thiện ác. Những lời giáo huấn của Phật là tiêu chuẩn. Trong bộ kinh này có dạy cho chúng ta những điều nào là thiện, khuyên bảo chúng ta tu học. Những điều nào là ác, khuyên bảo chúng ta không nên làm. Trong bộ kinh này có nói rất rõ ràng. Giới luật là tiêu chuẩn của thiện ác. Thế nhưng trong tất cả tiêu chuẩn chỉ có một nguyên tắc chung. Điều nguyên tắc chung này chính là cương lĩnh chân thật. Phật dạy cho chúng ta không làm các điều ác, nên làm các điều lành. Đây là nguyên tắc chung của giới luật. Tiêu chuẩn của thiện ác định ở chỗ nào? Phàm là có lợi cho mình đều là ác, phàm là có lợi cho chúng sanh đều là thiện. Đây là tiêu chuẩn của thiện ác. Có số người họ nghe rồi, trong tâm họ có nghi hoặc, ai mà không cầu cái lợi cho mình, hễ có lợi cho mình đều là ác hay sao? Vậy chúng ta học để làm gì? Quý vị nên biết, quan niệm của người thế gian khác với quan niệm của Phật. Người thế gian mê muội, còn Phật là bậc giác ngộ. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có? Chính là từ trong ý niệm ích kỷ sanh ra ngã chấp. Thành thật mà nói, Phật Pháp từ đầu đến cuối đều là dạy phá ngã chấp. Chỉ cần quý vị có ngã thì quý vị có luân hồi, thì quý vị có tam giới lục đạo, thì quý vị có phiền não, thì có sanh tử, thì có ràng buộc. Tất cả những thứ này đều là do ngã chấp mà ra. Nếu phá được ngã chấp thì là vô ngã, chứng đắc A-la-hán, thì ra khỏi tam giới. Cho nên trong tâm niệm vì ta là tăng trưởng ngã chấp,
quý vị không đạt được kết quả thì đây là ác. Loại chấp trước thứ hai là pháp chấp, chính là chấp tất cả các pháp. Tuy không còn chấp ngã, nhưng chấp pháp có thật. Có cái chấp này cũng không được, có pháp chấp thì không thể kiến tánh. Tuy A-la-hán không có ngã chấp, nhưng họ có pháp chấp, cho nên họ không thể minh tâm kiến tánh. Nếu muốn minh tâm kiến tánh thành Phật, thì phải đoạn trừ hai thứ, ngã chấp và pháp chấp. Phật nói đây là chân tướng sự thật. Chúng ta là những chúng sanh thể đều đang mê, không hiểu rõ chân tướng sự thật, khởi tâm động niệm đều vì bản thân ta, tức là đã có ngã chấp. Cho nên đã có cái ý niệm này trong tâm, dù họ có tu bất cứ một pháp môn nào trong tám vạn bốn ngàn pháp môn cũng không được thành tựu. Nhưng nếu cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì được, họ có thể đới nghiệp vãng sanh. Chỉ có tu pháp môn này thì được thành tựu. Sau đó quý vị mới thật sự hiểu rõ vì sao họ tu học những pháp môn đó không được thành tựu, vì không phá được ngã chấp. Quý vị không tin, cứ tu thử xem. Quý vị học tham thiền, ngày nào mới phá được ngã chấp? Phá được ngã chấp thì quý vị đắc thiền định, thì ra khỏi tam giới. Nếu không phá được ngã chấp, dù công phu thiền định có cao đi nữa, vẫn còn ở trong lục đạo. Quý vị ngồi thiền, có thể nhập định 3 tháng, hoặc có thể nhập định 1 năm, cũng không xuất định. Tương lai quý vị chỉ có thể sanh đến cõi trời sắc giới, hoặc là cõi trời vô sắc sắc giới mà thôi, không ra khỏi tầm giới. Tại vì sao? Vì chưa phá được ngã chấp. Điều này quá khó, không dễ. Chúng ta nghĩ xem, tu tất cả pháp môn muốn phá ngã chấp là điều rất khó. Chỉ có hồi đầu chuyên tâm thành thật niệm Phật. Tuy thành thật niệm Phật, cái quan niệm vì bản thân ta phải càng nhẹ càng tốt. Tại vì sao? Vì tương lai sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị được cao. Cho nên lúc bình thường phải khởi tâm động niệm, phải luôn luôn nghĩ đến người khác, nghĩ đến xã hội, nghĩ đến Phật Pháp, không nên nghĩ cá nhân mình. Mọi người đều tốt, đương nhiên ta cũng tốt. Mọi người đều không tốt, chỉ riêng mình ta được là tốt, cũng không được, cũng không giữ được lâu dài. Khi thiên tai sẽ đến, thì tất cả sự trở ngại, ác duyên sẽ hiện tiền. Cho nên luôn luôn vì chúng sanh, thì đây là tác thiện, là vị đạo tác thiện. Tiện trì kinh giới, tức là khuyên bảo chúng ta phải đọc tụng kinh điển. Mỗi ngày phải đọc tụng, tức là mỗi ngày tiếp nhận lời giáo huấn của Phật. Chúng ta luôn luôn không quên lời giáo huấn của Phật. Chúng ta phải y theo lời giáo huấn của Phật, trở thành tư tưởng kiến giải hành vi cuộc sống của mình, thì gọi là học Phật. Nguyện sanh ngã sát, tức là phát nguyện cầu sanh về cõi tịnh độ của A Di Đà Phật. Mạng chung bất phục cánh Tam Ác Đạo, tuy đã tạo tác tội nghiệp Tam Ác Đạo, nhưng sẽ không đọa vào Tam Ác Đạo. Quý vị nhất định được sanh về cõi tịnh độ. Cho nên một nguyện này là sám hối được vãng sanh. Xin xem đoạn thứ 13. Ngã tác Phật thời quốc vô phụ nữ, dược hữu nữ dân văn ngã danh tự đắc thanh tịnh tính, phát bồ đề tâm, yếm hoàng nữ thân, nguyện sanh ngã quốc, mạng chung tức hóa nam tử, lai ngã sát độ. Trong đoạn kinh văn này, tổng cộng có 3 nguyện. Nước không có người nữ,
Sáng thân nữ chuyển thân năm và liên hoa hóa sanh. Thập phương thế giới chúng sanh, thế giới từ chúng sanh loại sanh ngã quốc giả giai ư thất bảo trì liên hoa trung hóa sanh nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác. Có lẽ lúc A Di Đà Phật ngài hành Bồ Tát đạo đã đi tham quan rất nhiều thế giới, nhìn thấy rất nhiều thế giới có người nam có người nữ, vấn đề quan hệ nam nữ mãi mãi không giải quyết được. Cho nên ngài kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới không có người nữ, toàn là người nam, không có vấn đề quan hệ nam nữ thì đã triệt để giải quyết được. Đây có lẽ là tâm đắc của ngài đã đi tham quan khảo sát thực hiện ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phàm là người nữ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều biến thành người nam. Trong phần trước đã có nói Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng thế giới, thân thể dung mạo hoàn toàn giống nhau, đó mới là thật sự bình đẳng. Thì tâm mọi người đã bình như trong mười phương thế giới, thân thể không bình đẳng, dung mạo không giống nhau, người có tướng mạo trang nghiêm thì tự mình cảm thấy rất kiêu ngạo, có tâm cống cao ngã mạn. Còn người có tâm có tướng mạo xấu một chút thì họ cảm thấy mặc cảm tự ti, không bằng người ta, trong tâm có phiền não, đều từ trong không bình đẳng sanh ra. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tướng mạo của mọi người đều giống nhau thì họ không có cái phiền não này, họ không bao giờ khởi lên ý niệm này. Cõi Cực Lạc bình đẳng, cõi Cực Lạc bình đẳng lỡ chỗ này, cho nên trong nước không có người nữ. Vào thời đại nhà Đường có luật sư Đạo Tuyên, ngài có trích dẫn một câu kinh văn. Câu kinh văn này trong bộ kinh nào ngài không có nói ra, chúng tôi cũng không có thì giờ để tra tìm trong Đại Tạng Kinh. Ngài trích dẫn trong kinh này nói, trong mười phương thế giới hễ có người nữ thì thế giới đó có địa ngục. Nếu thế giới nào không có người nữ, dù là thế giới đó có ác đạo nhưng không có địa ngục, có súc sanh có ngạ quỷ, không có địa ngục. Ngài trích dẫn Phật tại trong kinh nói câu này, thế nhưng không có nói ra bộ kinh nào. Nguyện thứ 23, chán thân nữ chuyển thân năm. Xưa kia làm thân nữ chịu khổ nhiều, thân nữ không được tự do. Ở Trung Quốc và ở Ấn Độ trong thời đại phong kiến cũng là như vậy. Phật giảng kinh là trong thời đại đó, quý vị nên biết điều này. Phật giảng kinh trong thời đại này chúng ta thì Phật sẽ nói cách khác. Xã hội ngày nay tự do, nam nữ bình đẳng, vả lại nữ chúng tại gia thật sự học Phật có được thành tựu rất nhiều. Xưa kia học Phật được thành tựu mà sắp theo thứ tự, thành tựu nhiều nhất, thứ nhất là nam chúng xuất gia, thứ hai là nữ chúng xuất gia, thứ ba là nam chúng tại gia, thứ tư là nữ chúng tại gia. Hiện nay hoàn toàn thì đã đảo ngược lại, học Phật được thành tựu nhiều nhất, thứ nhất là nữ chúng tại gia, thứ hai là nam chúng tại gia, thứ ba là nữ chúng xuất gia, thứ tư là nam chúng xuất gia, hoàn toàn đã đảo ngược lại. Tại sao lại đảo ngược? Tôi không cần nói, quý vị bình tĩnh mà nghĩ xem cũng biết được. Cho nên thành thật mà nói, hiện nay người tại gia học Phật thì dễ thành tựu hơn người xuất gia. Nguyện thứ 24 là liên hoa hóa sanh. Nguyện này rất là quan trọng. Trong cõi nước
của mười phương chư Phật. Chúng sanh ra đời là từ thai noãn thấp quá, như người thế gian chúng ta là thai sanh. Thai sanh rất nặng về cảm tình, rất là khó đoạn, cho nên có cảm tình cha con, có cảm tình vợ chồng, có cảm tình anh em, không dễ gì đoạn được. Đây đều là nhân tốt sanh trong lục đạo luân hồi. Vì sao quý vị không thể ra khỏi? Vì bị cảm tình trói buộc. Cảm tình như một sợi dây vậy, bị nó trói buộc, quý vị không được tự do. Người sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều liên hoa hóa sanh, không bị cảm tình trói buộc, tự do tự tại. Cho nên ở cõi Cực Lạc không có cha mẹ, vợ chồng anh em, không có những thứ tình chấp này. Đây là nói rõ Tây Phương Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật hoàn cảnh tu học thù thắng hơn trong mười phương thế giới khác. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh văn ngã danh tự hoan hỷ tín nhạo lễ bái quy mạng dĩ thanh tịnh tâm tu Bồ Tát hạnh chư thiên thế nhân mạc bất trí kính. Đây là nguyện thứ 25 trời người lễ kính. Nhược văn ngã danh thọ dụng chi hậu sanh tôn quý gia chư căn vô khuyết thường tu thù thạc thù thắng phạm mạnh nhược bất nhĩ giả bất thủ chánh giác. Năm xưa Phật nói tất cả kinh điển, tất cả pháp môn đều là ứng cơ thuyết pháp. Chúng sanh mong muốn sự lợi ích gì thì Ngài thấy điều thuận theo chúng sanh. Phật nói pháp môn này mục đích chủ yếu là giúp cho những chúng sanh căn cơ đã thành thục. Căn cơ đã thành thục tức là họ trong đời này cơ duyên thành Phật đã đến, thì Phật giúp cho họ được thành Phật, nghĩa là Phật dạy cho họ tu học pháp môn mau chóng được thành Phật. Cũng có người nghe rồi, họ không muốn thành Phật, có được hay không? Có được hay không? Được. Thì nguyện này chính là nói không muốn thành Phật, họ muốn đời sau làm người, suốt đời hưởng phước vui sướng, càng giàu có, càng tôn quý. Có được hay không? Được. Nguyện này là Phật gia trì cho họ. Do đây mới biết pháp môn này vô cùng rộng lớn, có thể giúp cho quý vị thành Phật, cũng có thể giúp cho quý vị có được phước báo trời người. Thật sự có cầu thì ứng. Chúng ta cầu phải cầu đúng như lý như pháp. Điều này rất là quan trọng. Nếu chúng ta cầu không hợp lý, không như pháp, thì sự cầu đó sẽ có trở ngại. Phải cầu đúng như lý như pháp thì không có trở ngại. Thật sự có cầu thì ứng. Vì vậy chúng ta phải hiểu lý luận, biết phương pháp. Phật tại trong kinh này có dạy cho chúng ta cũng là dùng phương pháp đọc kinh niệm Phật để cầu phước báo của thế gian. Ngài đã nói ra điều kiện trong nguyện này. Đây là điều kiện rất là quan trọng. Thứ nhất là quý vị đối với kinh điển Phật hiệu phải hoan hỷ, tin tưởng, tiếp nhận. Quý vị phải tin tưởng. Quý vị mà thật sự ưa thích, sau đó lễ bái quy mạng. Câu này có nghĩa là thật sự y theo mà làm.
Phật tại trong kinh dạy cho quý vị làm những việc thiện nào, quý vị phải hết lòng mà làm. Phật nói những điều nào ác không nên làm thì quý vị không nên làm. Quý vị mà y giáo phụng hành thì gọi là quy mạng. Vị thanh tịnh tâm tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là nói lục độ. Trong phần trước đã giới thiệu với quý vị rồi, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày xử thế đại người tiếp vật y theo sáu điều cương lĩnh này, y theo phương pháp này mà làm, dùng tâm thanh tịnh mà làm. Chư thiên thế nhân mạc bất trí kính, đây là quý vị đạt được sự lợi ích đầu tiên. Khi người khác nhìn thấy quý vị thì họ tự nhiên sanh lòng cung kính, quý vị được mọi người kính mến. Quý vị dùng tâm thanh tịnh mà làm thì được mọi người kính mến, được mọi người ủng hộ. Đây là phước báo của quý vị. Đây là phước báo của quý vị. Nhược văn ngã danh, thọ trung chi hậu, sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết. Đây là nguyện thứ 26, là nói quý vị không muốn sanh về cõi cực lạc, hy vọng đời sau được phước báo trời người. Phật cũng giúp cho quý vị, sau khi quý vị mạng chung, đời sau nhất định sanh vào nhà giàu sang quý tộc. Chư căn vô khuyết tức là nói thân thể của quý vị tình trạng sức khỏe rất là tốt lành, đầy đủ sáu căn không thiếu. Đây là phước báo của quý vị. Nguyện thứ 27 là tu thù thắng hạnh, thường tu thù thắng phạm hạnh. Bởi vì thiện căn của quý vị sâu dày, đời sau lại được thân người, vẫn sẽ gặp được Phật Pháp. Vì sao sẽ gặp được Phật Pháp? Vì đời trước quý vị dùng tâm thanh tịnh tu hạnh Bồ Tát, nhờ có tu thiện căn này khiến cho quý vị đời đời gặp được phù hoặc được Phật Pháp thù thắng. Đây là thỏa mãn tiểu nguyện của quý vị. Còn đại nguyện là vãng sanh bất thối thành Phật. Nếu đạt được đại nguyện thì đương nhiên quý vị cũng dễ đạt được tiểu nguyện. Xin xem tiếp đoạn thứ 15. Ngã tác Phật thời quốc trung vô bất thiện danh, sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả, giai đồng nhất tâm trụ ư định tụ, vĩnh ly nhiệt não, tâm đắc thanh lương, sở thọ khoái lạc, như do như lậu tận tỳ kheo, nhược khởi tưởng niệm, tham kế thân giả bất thụ chánh giác. Trong đoạn kinh văn này tuy không nhiều nhưng đã bao gồm bốn nguyện, là nguyện thứ 28, 29, 30, 31. Nguyện thứ 28 là trong nước không có tên bất thiện, tên cũng không có, đương nhiên là không có sự thật. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới không có tên tam ác đạo. Trong kinh A Di Đà có nói ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có các giống chim như chim bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng, tằng già. Những giống chim đó có phải là súc sanh hay không? Không phải. Ở Cực Lạc thế giới không có súc sanh đạo. Vì sao lại có những giống chim đó? Đó là A Di Đà Phật, Ngài biến hiện làm ra, Ngài biến hóa ra. Biến ra để làm gì? Biến ra để thuyết pháp, để giảng kinh thuyết pháp. Bởi vì A Di Đà Phật ở đó giảng kinh thuyết pháp thì quý vị phải ngồi cho ngay ngắn đàng hoàng nghiêm trang, phải có oai nghi để nghe. Còn những giống chim đó đang thuyết pháp, quý vị ngồi sao cũng được, hoặc nằm nghe cũng được, rất là thoải mái. Cho nên Đức Phật vì muốn cho quý vị nghe được Phật pháp một cách thoải mái, không cần gò bó quý vị, Ngài biến ra những giống chim đó giảng kinh thuyết pháp cho quý vị, thật là rất tự tại.
pháp âm truyền lưu trọn khắp pháp giới, chẳng những chim biết thiết pháp, cây cũng biết thiết pháp, nước cũng biết thiết pháp, nước chảy có âm thanh cũng biết thiết pháp. Đó toàn là A Di Đà Phật biến hóa làm ra. Ở cõi Cực Lạc không có danh từ ác đạo. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mãi mãi không có danh từ ác, ác ngôn, ác ngữ. Nguyện thứ 29 là trụ chánh định tụ, phàm là tất cả chúng sanh sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hễ vãng sanh vào cõi Cực Lạc thế giới đều là trụ chánh định tụ. Đây là Phật tại trong kinh thường nói, tất cả chúng sanh tu hành chưa thành ba đại loại. Loại thứ nhất là chánh định tụ, họ tu học pháp môn này nhất định là chính xác, chắc chắn có được kết quả, gọi là chánh định tụ. Loại thứ hai là tà định tụ, họ tu học pháp môn đó hoặc là lý luận, hoặc là phương pháp, hoặc là cảnh giới có sai lầm. Họ y theo pháp môn đó tu học, bất luận họ có tinh tấn nỗ lực như thế nào cũng không đạt được kết quả. Loại này gọi là tà định tụ. Loại thứ ba là bất định tụ, như những người chúng ta đang tu học đây đều thuộc về bất định tụ, thì phải xem nhân duyên của quý vị. Gặp được một vị thì chân chánh thiện tri thức, họ chỉ dạy quý vị tu học thì đạt được kết quả chánh định tụ. Nhưng nếu gặp phải một vị không phải chân chánh địa thiện tri thức, họ thì họ sẽ chỉ dạy quý vị tu học, học thành tà định tụ. Đây là bất định, đây là bất định tánh. Vì vậy vị thiện tri thức rất là quan trọng đối với chúng ta trong đời này có được thành tựu hay không, là ở nơi sự chỉ dạy của thiện tri thức. Quý vị không thể không cẩn thận. Thế nhưng tìm thiện tri thức ở đâu rất khó mà tìm được. Nếu quý vị mà tìm được một vị chân chánh thiện tri thức thì họ sẽ nói với quý vị: ông không nên đến tìm tôi không biết gì cả. Họ nói rất là khiêm nhường. Phải làm sao đây? Điều này rất là khó. Như trước kia có một cách đi tìm chân chánh thiện tri thức. Đi tìm ở đâu? Tìm xem vị nào đang bế quan nhập thất trong mái nhà tranh ở trên núi. Quý vị đi tìm họ, vị đó nhất định là thiện tri thức. Bởi vì tự họ nếu không thật sự minh tâm kiến tánh, đã thông đạt tất cả, thì họ không có tư cách bế quan nhập thất. Tại vì sao? Vì phải đi khắp nơi tham học. Nay họ bế quan nhập thất trong mái nhà tranh, tức là họ tuyên bố với mọi người rằng: tôi đã hoàn thành đạo nghiệp. Họ đã thành tựu đạo nghiệp. Những người khác còn phải đi tham học, họ không cần đi tham học nữa, vì họ đã tốt nghiệp rồi. Đã tốt nghiệp vì sao họ không đi giáo hóa chúng sanh? Vì không có người thỉnh họ. Nhưng họ không thể tự mình đi, không thể tự mình đi tuyên truyền, thì họ phải bế quan nhập thất, đợi có người đến lễ thỉnh họ. Người chân tu ở nhà tranh trên núi, họ không xuống núi là đợi có người đến lễ thỉnh họ. Tuyệt đối không thể tự mình tuyên truyền, không như những người tu hiện nay. Họ tự cho mình là thiện tri thức, tôi cái gì cũng biết, ông hãy theo học với tôi. Vấn đề này rất là nghiêm trọng. Thậm chí có người vừa mới xuất gia thì muốn bế quan nhập thất, thành thật mà nói, họ là tu luyện mù quáng. Họ muốn tự học, không cần thầy chỉ dạy. Đây là họ tự cao tự đại,
Cho nên ngày nay không tìm được thiện tri thức, không tìm được phải làm sao đây? Thì chúng ta học theo cổ nhân, làm đệ tử tư thục của cổ đại đức. Đây là một con đường rất tốt. Con đường này là do Ngài Mạnh Tử khai sáng. Lúc đó Ngài Mạnh Tử muốn tìm một vị thầy tốt nhưng tìm không ra. Ngài biết Khổng Lão Phu Tử rất là phi thường. Tuy Khổng Lão Phu Tử đã qua đời không còn tại thế, nhưng tác phẩm của Khổng Lão Phu Tử vẫn còn. Vì vậy Ngài Mạnh Tử chuyên môn học sách của Khổng Lão Phu Tử, coi như là thầy mình. Tự mình không hiểu chỗ nào thì xin thỉnh giáo với những học trò của Khổng Lão Phu Tử. Họ đã từng đích thân nghe Khổng Lão Phu Tử giảng dạy. Ngài Mạnh Tử xin thỉnh giáo với họ, coi Khổng Lão Phu Tử là bậc thầy. Ngài Mạnh Tử học đã thành công. Khổng Tử là chí thánh, người đời sau tôn Mạnh Tử là á thánh. Học theo cổ nhân ở Trung Quốc là dùng phương pháp này. Trong lịch sử cũng có ghi chép mấy vị rất rõ ràng, rất nổi tiếng như đời nhà Hán. Tư Mã Thiên là tác giả của Bộ Sử Ký. Ông học theo Tả Khư Minh. Lúc đó Tả Khư Minh đã qua đời. Tả Khư Minh là và Khổng Tử cùng một thời đại. Ông học như thế nào? Tả Khư Minh có một bộ sách gọi là Xuân Thu Tả Truyện. Ông chuyên môn học bộ sách này, thâm nhập một môn. Ông học đã thành công. Cho nên văn chương của ông là học từ bộ sách Xuân Thu Tả Truyện. Hàn Vũ là một trong tám nhà đại văn hào của đời nhà Đường. Hàn Vũ học theo Tư Mã Thiên. Văn chương của Hàn Vũ là học từ bộ sử ký của Tư Mã Thiên. Họ đều là học theo cổ nhân, lấy cổ nhân làm thầy. Ngày nay không tìm được thì thiện tri thức thì tìm cổ nhân. Đây là biện pháp rất hay, sẽ không sai, sẽ không mê mất phương hướng. Trong Phật giáo cũng có người học theo cổ nhân, như Đại sư Ngẫu Ích là học theo Đại sư Liên Trì. Đại sư Ngẫu Ích rất là ngưỡng mộ Đại sư Liên Trì. Tuy Đại sư Liên Trì đã vãng sanh rồi, nhưng trước tác vẫn còn. Ngài theo trước tác của Đại sư Liên Trì tu học y giáo phụng hành. Ngài học rất giống Đại sư Liên Trì, cũng trở thành một đời tổ sư. Người hiện nay chúng ta là hạng phàm phu mắt thịt, không tìm được thiện tri thức thì tìm cổ nhân. Tìm cổ nhân thì không sai. Nay tôi xin giới thiệu cho quý vị một vị đại thiện tri thức là A Di Đà Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu chúng ta theo trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy mà tu học, vị thầy của chúng ta là ai? Là A Di Đà Phật. Quý vị mà hiểu rõ lý luận trong kinh này chỉ dạy, thực hiện những lời dạy của Phật trong cuộc sống hàng ngày, thì quý vị chính là đệ tử chân chánh của A Di Đà Phật. Quý vị là đệ tử bậc nhất của A Di Đà Phật. Đây là một vị đại thiện tri thức của tận hư không khắp pháp giới. Thích Ca Mâu Ni Phật có tán thán A Di Đà Phật rằng là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Chúng ta phải biết trân quý phần nhân duyên này, làm học trò của A Di Đà Phật. Tâm nguyện giải hành của chúng ta đều giống như A Di Đà Phật vậy, lấy A Di Đà Phật làm tiêu chuẩn
thì không sai. Đây là chánh định tụ. Nguyện thứ 30 là vĩnh ly diệt não, tâm đắc thanh lương, sở thọ khoái lạc do như lậu tận tỳ kheo. Đây là nói chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, sự khoái lạc của họ đến mức độ nào không thể tưởng tượng được. Ở chỗ này Phật nêu ra một tỷ dụ như lậu tận tỳ kheo. Lậu tận tỳ kheo chính là A-la-hán, đã đoạn hết phiền não. Chữ lậu này là thay danh từ của phiền não. Lậu tận tức là đã đoạn hết phiền não. Nay bộ kinh này là thuộc về kinh Đại Thừa. Nếu dùng giáo nghĩa Đại Thừa để giải thích kinh Đại Thừa thì hàng tiểu thừa A-la-hán chỉ đoạn hết kiến tư phiền não. Phiền não, Ngài Phật nói phiền não có ba đại loại, tức kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não. Trong ba loại phiền não này, hàng tiểu thừa chỉ đoạn được kiến tư phiền não, họ chưa đoạn trần sa và vô minh phiền não. Còn lậu tận trong Đại Thừa tức là Thập Địa Bồ Tát. Thập Địa Bồ Tát là bậc Bồ Tát Pháp Vân Địa, họ đã đoạn hết kiến tư phiền não và trần sa phiền não, nhưng chưa đoạn hết vô minh phiền não, hãy còn hai phẩm. Vô minh gồm 48 phẩm, họ đã đoạn 41 phẩm, họ đã đoạn 39 phẩm, hãy còn hai phẩm chưa đoạn. Đây là nói bậc Đại Thừa A-la-hán. Chỗ này nói lậu tận tỳ kheo không phải chỉ hàng tiểu thừa A-la-hán. Hàng tiểu thừa A-la-hán không sánh bằng người vãng sanh hạ phẩm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sự thọ dụng của A-la-hán cũng không sánh bằng. Cho nên chỗ này nói lậu tận tỳ kheo nhất định là bậc Bồ Tát Đại Thừa Pháp Vân Địa. Sự thọ dụng của họ không thể nghĩ bàn. Địa vị của bậc Bồ Tát này rất cao. Họ thật sự có chân lạc. Nhược khởi tưởng niệm tham kế thân giả. Đây là nguyện thứ 31, không tham chấp thân. Thật ra họ sớm đã đoạn rồi, đã đoạn hết thân kiến rồi, không thể nào lại khởi lên cái ý niệm này. Hay nói cách khác, họ không bao giờ khởi lên ngã chấp và ngã kiến. Nhưng vì sao Phật phải nói câu này? Vì câu này rất là quan trọng, không thể không nói. Bởi vì chúng ta là đới nghiệp vãng sanh, chúng ta chưa đoạn thần kiến. Tuy chúng ta đã sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng thường nghĩ đến ta, cái quan niệm ta vẫn còn. Khi khởi tâm động niệm, điều liền có ý niệm ta hiện ra. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, cái ý niệm này sẽ thường hay khởi lên hay không? Sẽ không bao giờ khởi lên. Vì sao không khởi lên? Vì có bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. 48 nguyện là công đức bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ không có ý niệm ta khởi lên. Đây, điều này rất là thù thắng trong mười phương thế giới. Nếu đoạn trừ được cái ý niệm này thì chứng được A-la-hán. Đó là hàng tiểu thừa A-la-hán. Phật tại trong kinh nói tiểu thừa có tứ quả, chứng được Tu Đà Hoàng gọi là sơ quả tiểu thừa, 7 lần lên xuống cõi trời và nhân gian thì họ sẽ chứng được quả A-la-hán. Cho nên không dễ gì đoạn được ý niệm ta. Khi quý vị sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ được oai thần của A Di Đà Phật gia trì thì tự nhiên đoạn được ý niệm ta.
Lại xem tiếp một miệng ngã tác Phật thời sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng, dài đất kim căn na la diên thân, kiên cố chi lực. Đây là nguyện thứ 32, được na la diên thân, tức là chúng ta thường nói kim căn bất hoại thân. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thể chất giống như kim căn vậy, mãi mãi không hư hoại. Cho nên cũng mãi mãi không bao giờ sanh bệnh, mãi mãi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Đó là kim căn bất hoại thân. Kim Cang Na La Diên, Na La Diên là tên của lực sĩ Kim Cang. Dùng cái tên này để hình dung, để tỉ dụ người ở cõi Cực Lạc có thân thể rất kiên cố. Còn ở cõi này, thân thể của chúng ta rất là mềm yếu. Có lúc chúng ta bị một chút phong hàn thì cảm thấy đã mất hết thể lực. Lúc bình thường thì thấy khỏe mạnh, nhưng bị một chút bệnh thì mất hết thể lực, rất là mềm yếu. Người ở Cực Lạc thế giới, thân thể mãi mãi khỏe mạnh. Thân đỉnh giai hữu quang minh chiếu diệu, thành tựu nhất thiết trí huệ, hoạch đắc vô biên biện tài. Đây là nguyện thứ 33, quang minh trí huệ biện tài. Ở Cực Lạc thế giới, Phật có hào quang, mỗi một người cũng có hào quang. Ánh hào quang đó, xem trong một nguyện này, đều là bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Ngoại trừ bổn nguyện gia trì ra, bản thân của quý vị cũng có hào quang. Bản thân hào quang từ đâu sanh ra? Là từ tâm thanh tịnh sanh ra. Trong tâm quý vị thanh tịnh thì có hào quang. Xã hội ngày nay khác với xưa kia rất nhiều. Xã hội xưa kia cũng có những người rất kỳ lạ, nhưng rất ít, không nhiều. Còn xã hội ngày nay có rất nhiều người kỳ lạ, hầu như họ ở khắp mọi nơi. Chúng ta thường gặp phải những người kỳ lạ đó có cái gì đặc biệt? Họ có thần thông, họ có người, họ có thiên nhãn thông. Có phải là sự thật hay không? Xin thưa với quý vị là sự thật. Họ có thể nhìn thấy ánh sáng. Tôi tin họ có thể rời mặt đất ba thước. Tôi cũng tin đây là chuyện có thật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ ràng. Họ có thần thông, có phải là của chính họ hay không? Không phải. Chính họ thì không có thần thông. Vậy thần thông từ đâu mà có? Là do yêu ma quỷ quái gia trì cho họ, cho nên họ mới có thần thông. Khi yêu ma quỷ quái rời khỏi họ thì họ liền mất hết thần thông. Cho nên tuy họ có thần thông nhưng sẽ mất đi. Nếu như tự họ tu hành thì sẽ không mất. Cho nên thần thông bên ngoài gia trì cho họ có lợi hay không? Thành thật mà nói, không có lợi chút nào. Chỉ có cái lợi là họ tự khoe khoang, cảm thấy mình rất là phi thường, ta có thần thông, thì càng tăng trưởng tập khí cống cao ngã mạn. Điều này không tốt, là họ bị yêu ma quỷ quái khống chế, họ phải nghe theo chúng, phải nghe chúng điều khiển. Nếu họ không theo tuân theo lời của chúng thì sẽ bị chúng trừng phạt. Cho nên trong Phật Pháp thì khác. Phật Pháp là đại từ đại bi. Quý vị đắc tội với Phật, quỷ bán Phật, Phật cũng không bao giờ trách quý vị, Phật cũng không bao giờ trừng phạt quý vị. Trong Kinh Phật thường nói, phá hoại Phật Pháp
cái tội, tạo cái tội này rất nặng. Vì sao lại có cái tội này? Tội này là từ trong tự tánh biến hiện ra. Còn có một số thần hộ pháp, thần hộ pháp họ cũng là phàm phu. Có người đắc tội với Phật, Phật không trách họ, nhưng thần hộ pháp thì không nhịn được, thần hộ pháp sẽ trừng phạt họ, thần hộ pháp sẽ không tha thứ họ. Những người pháp gọi Phật pháp, Phật Bồ Tát có lòng từ bi, các ngài không bao giờ động tâm. Cho nên trong ánh quang minh thì có trí huệ, thì có biện tài, là tự tâm cùng với Phật, là tự tâm cùng với Phật lực gia trì. Thiện đàm chư pháp bí yếu, thuyết kinh hành đạo, ngữ như trung thinh, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 34, khéo nói pháp yếu. Cụ thể biểu diễn là đang giảng kinh thuyết pháp. Lúc giảng kinh thuyết pháp có Phật lực gia trì. Hiện tại người giảng kinh thuyết pháp thì ít, cho nên hy vọng các đồng tu phải phát tâm giảng kinh. Quý vị phát tâm giảng kinh, thành thật mà nói, công đức giảng kinh vô cùng thù thắng. Cũng không phải chúng ta tham cầu công đức vì muốn báo ơn Phật, muốn báo ơn tất cả chúng sanh, nên phải phát tâm giảng kinh. Không nên nghĩ rằng mình không có trí huệ, không có khả năng giảng kinh. Chỉ cần quý vị thật sự phát tâm thì thần lực của Phật Bồ Tát gia trì, thì quý vị sẽ có trí huệ, sẽ có khả năng giảng kinh. Phật lực sẽ gia trì cho quý vị. Thành thật mà nói, không phải tự mình có trí huệ khả năng giảng kinh, mà là nhờ oai thần Tam Bảo gia trì. Giả lại quý vị thật sự phát tâm, nếu quý vị tương lai thật sự phát tâm giảng kinh, Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho quý vị. Vả lại rất là cảm ứng, có người ở trên giảng đài thuyết giảng vô ngại biện tài, nhưng khi xuống đài, quý vị hỏi họ, họ đã giảng những gì, họ nói không biết. Họ không phải nói dối, mà là họ thật không biết, họ cũng không hiểu vì sao giảng hay như vậy. Người mới học Phật hoặc là đã tu học nhiều năm, trước khi giảng kinh họ đã chuẩn bị giảng thảo, viết thành bài giảng nghĩa, nhưng lúc lên giảng đài thuyết giảng thì họ không có dùng bài giảng nghĩa đó, mà họ lại giảng, lại thuyết giảng rất hay. Đó là nhờ Phật lực gia trì. Thế nhưng có một nguyên tắc cơ bản, chính là chân tâm. Quý vị giới thiệu Phật pháp cho người khác hoàn toàn là tâm lợi ích cho chúng sanh, không có một mảy may tâm tự lợi. Nếu có một chút tự lợi, tham cầu cúng dường, tham cầu người khác cung kính, hoặc là tham cầu những thứ lợi ích khác, thì oai thần của Tam Bảo không thể gia trì, đương nhiên là có trở ngại, không được Phật lực gia trì. Cho nên phải thật sự phát tâm thì mới được Phật lực gia trì. Nếu có một mảy may giả dối, dù có được sự gia trì, nhưng đó là sự gia trì của yêu ma quỷ quái, đó là lừa dối chúng sanh, tạo tội nghiệp này rất sâu nặng. Quý vị phải biết rõ điều này. Ngã tác Phật thời, sự chúng sanh sanh ngã quốc giả, cứu cánh tất trí nhất sanh bổ xứ. Đây là nguyện thứ 35, nhất sanh bổ xứ cũng rất là quan trọng. Trong phần trước đã có nói, Phật bảo đảm chúng ta khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì một đời nhất định thành Phật. Tôi nói nguyện này là Phật ban cho chúng ta một bảo chứng thư.
Chúng ta hãy xem trong nguyện này, Phật bảo đảm chúng ta trong đời này được nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ chính là Đẳng Giác Bồ Tát. Chúng ta thường nói là hậu bổ Phật. Trong nguyện này nói có hai chữ rất quan trọng, nói về nhất sanh bổ xứ chính là hai chữ cứu cánh. Nếu không có hai chữ cứu cánh này thì có bốn loại nhất sanh bổ xứ, bởi vì Phật có bốn loại. Trong Tông Thiên Thai nói Tạng Thông Biệt Viên Tứ Giáo, trong Tạng Giáo có Phật, có nhất sanh bổ xứ, cũng có nhất sanh bổ xứ. Trong Thông Giáo có Phật, cũng có bổ xứ. Trong Tàu Thông Giáo có Phật, cũng có bổ xứ Bồ Tát, nhưng không được cứu cánh. Còn cứu cánh nhất sanh bổ xứ là Viên Giáo Bổ Xứ Bồ Tát, tức là hiện nay chúng ta được biết như Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lạc Bồ Tát. Những bậc Bồ Tát này đều là Viên Giáo nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Đây là bảo đảm chúng ta trong đời này nhất định chứng đắc địa vị này. Trừ kỳ bổ nguyện, vị chúng sanh cố bị hằng thệ hoặc khải, giáo hóa nhất thiết hữu tình, giai phát tính tâm tu Bồ Đề hạnh, hành Phổ Hiền Đạo, tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú, hoặc nhạo thiết pháp, hoặc nhạo thính pháp, hoặc hiện thần túc, tùy ý tu tập vô đất, vô bất quyên mãn, như bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 36, giáo hóa tùy ý. Chúng ta cũng rất là hy vọng có được một nguyện này. Hy vọng thế nào? Giả như chúng ta đã sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải mất bao lâu thời gian tu hành rồi mới trở về độ thân nhân quyến thuộc của chúng ta? Tôi nghĩ mọi người đều có cái ý niệm này. Có phải ở cõi Cực Lạc tu hành đến Đẳng Giác Bồ Tát phải tu bao nhiêu năm? Sợ thời gian quá lâu thì không kịp. Nay có một nguyện này sẽ giải quyết được vấn đề. Trừ kỳ bổ nguyện, vị chúng sanh cố, tức là ngoại trừ bổ nguyện, quý vị không muốn rời khỏi, chuyên tâm tu học ở cõi Cực Lạc, thì quý vị rất mau chóng chứng được cứu cánh nhất sanh bổ xứ. Nếu quý vị không muốn mau thành Phật, tức là không muốn mau chứng địa vị bất bổ xứ cũng không sao. Khi quý vị vừa sanh đến Cực Lạc thế giới, gặp được A Di Đà Phật rồi, thì liền xin phép Ngài cho trở về cõi Tây Bà để độ thân nhân quyến thuộc của mình. Còn phải trở về để độ họ, có được hay không? Thì A Di Đà Phật sẽ cho quý vị trở về, vì lúc đó quý vị đã thành Bồ Tát rồi. Bồ Tát thì có khả năng phổ độ chúng sanh. Bồ Tát vào trong tam ác đạo cũng không bị mê hoặc. Quý vị nên biết Bồ Tát có cái mê cách ấm, thất địa Bồ Tát đều có cái mê cách ấm, đến bát địa Bồ Tát thì không có. Cho nên Bồ Tát độ chúng sanh không dễ, nhưng nếu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần gặp được A Di Đà Phật, nhờ thần lực của Phật gia trì, thì quý vị không có cái mê cách ấm. Được sự lợi ích thù thắng như vậy, những thế giới khác không có sự lợi ích này, những kinh luận khác cũng không có nói như vậy. Đây là bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Quý vị có khả năng như Đại Bồ Tát vậy, đi khắp mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh. Mục đích giảng dạy cũng có nói rất rõ ràng. Điều phát lòng tin, đây là giai đoạn đầu tiên khiến cho quý vị đối với Phật Pháp sinh lòng tin. Cho nên sự giáo học này đích thật là có mục đích. Nếu mục đích của quý vị khiến cho mọi người nhận biết Phật giáo, họ đối với Phật giáo không đến nỗi hiểu lầm, họ thật sự đã hiểu rõ, thì quý vị đã đạt được mục đích. Đây gọi là tuyên truyền.
lại khiến cho họ nhận biết Phật pháp càng sâu, họ tin sâu thì họ muốn tu hành. Đây là giai đoạn thứ hai, khích lệ họ phát nguyện, giúp cho họ có lòng tin kiên cố phát nguyện, khiến cho họ có được thành tựu. Đây là giai đoạn thứ hai. Đến giai đoạn cao nhất là tu hạnh phổ hiền. Đây là giai đoạn cao nhất. Chỉ có tu hạnh phổ hiền thì mới có thể chứng được quả vị cứu cánh. Tu hạnh phổ hiền như thế nào? Trong kinh Hoa Nghiêm, có dạy như kinh điển liễu nghĩa nhất thừa đều thuộc về dạy tu hạnh phổ hiền, như kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa và kinh Vô Lượng Thọ đều thuộc về thuần chân dạy tu hạnh phổ hiền. Đây là Phật pháp cao nhất. Tuy sanh tha phương thế giới vĩnh ly ác thú, câu vĩnh ly ác thú này không phải nói quý vị không đi đến ác đạo độ chúng sanh. Quý vị đi là thừa nguyện Bồ Tát hóa sanh mà đi, không phải do nghiệp lực mà đi, không phải đi thọ báo. Quý vị là đi giáo hóa chúng sanh. Như Địa Tạng Bồ Tát ở trong địa ngục độ chúng sanh, Ngài là vĩnh ly ác thú. Tất cả chúng sanh ở trong địa ngục chịu khổ, còn Địa Tạng Bồ Tát ở trong địa ngục hưởng lạc. Vì sao Ngài hưởng lạc? Bởi vì Ngài không có tất cả khổ vui nên Ngài được tự tại. Vì sao quý vị sống trong thế gian này có khổ vui? Là vì quý vị chịu tiếp nhận. Thế như có người mắng quý vị mấy câu thì quý vị rất buồn. Người đứng ở bên cạnh nghe, vì sao họ không buồn? Vì họ không tiếp nhận nên họ không buồn. Quý vị tiếp nhận thì quý vị buồn. Nếu quý vị không tiếp nhận thì quý vị cũng như họ vậy, không có chuyện gì, rất là vui sướng. Nếu quý vị tiếp nhận thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Chuyện khổ vui có hay không? Có. Người tâm địa thanh tịnh, họ không tiếp nhận bất cứ chuyện gì. Vui không tiếp nhận, khổ không tiếp nhận, khổ vui buồn hỷ xả thảy đều không tiếp nhận, thì tâm họ được định, gọi là chân lạc. Người phàm phu không có công phu, tâm chuyển theo cảnh giới bên ngoài động một chút thì tâm bị nó lôi cuốn, thì phải chịu khổ. Phật Bồ Tát có bản lãnh này, tuyệt đối không bao giờ bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Cho nên tâm của Phật Bồ Tát là định, là tâm thanh tịnh, mới nhìn được sự vật bên ngoài rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Nay tâm của chúng ta bị cảnh giới chuyển, bị cảnh giới chuyển là mê, hoàn toàn không biết được chân tướng sự thật, mới chịu khổ chịu nạn. Người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tâm họ thanh tịnh, vả lại họ duy trì được tâm thanh tịnh không bao giờ mất đi. Tại vì sao? Vì có oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, bất luận ở trong ác đạo nào họ cũng không bao giờ bị nó làm nhiễu loạn, không bao giờ bị nó làm ảnh hưởng, thì gọi là vĩnh ly ác thú. Quý vị ở trong lục đạo hoặc là thuyết pháp, hoặc hiện bằng phương thức này giáo hóa chúng sanh, hoặc là nghe pháp là làm chúng ảnh hưởng. Thế như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đến thế gian này chúng ta, Ngài thị hiện giảng kinh thuyết pháp, cũng có rất nhiều chư Phật và Đại Bồ Tát thị hiện làm học trò của Ngài đến nghe pháp. Chúng ta thường thấy trong kinh, như Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, mọi người đều biết
hai ngài là tôn, hai vị tôn giả này là cột cổ Phật Tái Lai, hai ngài không phải hạng phàm phu, là cổ Phật Tái Lai đến trợ giúp Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh. Thành thật mà nói, ngài Văn Thù Phổ Hiền Quán Ngâm cũng là cổ Phật Tái Lai, các ngài sớm đã thành Phật rồi, hiện tại các ngài thị hiện ngôi vị Bồ Tát để trợ giúp Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh. Như hát tuồng vậy, ở trên sân, ở trên khán đài thì đóng vai thầy, hoặc là đóng vai học trò. Ở sau khán đài, học trò là thầy, thầy là học trò. Điều này rất khó nói. Cho nên Phật Pháp thường nói bổn tích nhân duyên. Bản lai diện mục của họ là gì? Rất nhiều người chúng ta cũng không biết, chỉ nhìn thấy bề ngoài. Cho nên một Phật xuất thế, ngàn Phật ủng hộ. Lúc quý vị lên hát tuồng thì tư cách của chúng tôi thâm niên hơn quý vị, cũng giỏi hơn quý vị, nhưng chúng tôi đến ủng hộ quý vị làm vai chấm và làm vai chánh. Chúng tôi đến giúp quý vị Phật giáo hóa chúng sanh cũng như hát tuồng vậy, du hí thần thông. Hoặc hiện thần túc. Thần túc là dùng phương pháp thần thông để giúp cho chúng sanh phát khởi lòng tin. Thế nhưng quý vị nên biết, Phật không thường dùng phương pháp thần thông để giáo hóa chúng sanh. Tại vì sao? Vì nếu dùng thần thông thì yêu ma quỷ quái cũng có thần thông. Nếu dùng thần thông để tiếp dẫn đại chúng, hay nói cách khác, thì rất khó phân biệt Phật và ma. Vì vậy, Phật tuyệt đối không cho dùng thần thông để tiếp dẫn đại chúng, mà chủ yếu là giảng kinh thuyết pháp. Bởi vì ma không biết giảng kinh thuyết pháp, ma biết hiện thần thông. Do đây mới biết chỗ phân biệt giữa ma và Phật rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Muốn dùng thần thông độ chúng sanh là trong trường hợp nào? Là trong trường hợp đặc biệt, để độ người có sức ảnh hưởng rất lớn, thì Phật Bồ Tát có thể dùng thần thông độ họ. Trong lịch sử Phật giáo, lúc Phật còn tại thế, ngài phải độ các quốc vương đại thần nên phải dùng thần thông khiến cho họ xây dựng lòng tin kiên cố, họ có thể ban bố khắp trong nước để hộ trì Phật pháp, thì sức ảnh hưởng này rất là lớn. Cho nên Phật dùng thần thông là độ những người có thân phận đặc biệt. Người thông thường không phải thân phận đặc biệt thì Phật không dùng thần thông độ họ. Tuy Phật có dùng thần thông, nhưng chủ yếu là thuyết pháp. Dùng thần thông chỉ là khiến cho họ khởi lòng tin. Sau khi họ tin rồi thì chú trọng ở nơi giải, phải hiểu lý, phải chứng đắc thì mới là Phật pháp. Nếu chỉ có thần thông mà không có lý luận, không có phương pháp thì không thể gọi là Phật pháp. Quý vị phải nhận biết cho rõ ràng điều này. Lại xem tiếp một nguyện. Ngã tác Phật thời sanh ngã quốc giả, sở tu ẩm thực y phục chủng chủng cúng cụ, tùy ý tích trí vô bất nguyện dạ, vô bất mãn nguyện thập phương chư Phật ứng niệm thọ kỳ cúng dường, như bất dĩ giả bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 37 và 38. Y thực tự trí ứng niệm thọ cúng. Hai nguyện này cũng rất là quan trọng, bởi vì chúng ta ở trong lục đạo thời gian lâu dài, đã nuôi thành một tạp khí rất là kiên cố, sâu dày. Đó chính là ăn uống và ngủ nghỉ. Ăn mặc ở đi. Đây là cuộc sống của chúng ta không thể rời khỏi. Suốt ngày đến tối phải bận rộn những chuyện này. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì giải quyết được vấn đề này. Đây là vấn đề rất là hiện thực.
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cuộc sống như thế nào? A Di Đà Phật tại trong nguyện này có nói rõ cho chúng ta biết, ăn mặc ở đi tất cả đều tự nhiên theo ý niệm mà hiện ra. Muốn mặc áo thì có áo, muốn ăn cơm, muốn ăn thì được ăn. Tuy khoa học ngày nay đã phát triển nhưng vẫn không thực hiện được điều này, cho nên các nhà khoa học phải nên đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mà tham học. Nay nhà khoa học họ đã phát hiện, họ biết được năng lượng và vật chất có thể chuyển biến cho nhau, phương pháp chuyển biến như thế nào thì họ không biết. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới ai nấy đều biết chuyển biến. Họ có thể biến ra vật chất. Ta muốn có một cái áo thì liền có cái áo mặc trên thân, không cần đi mua vải, không cần cắt may, rất là tự tại. Nếu không muốn cái áo này thì cái áo biến thành năng lượng. Quý vị muốn ăn uống, muốn ăn món gì thì món đó hiện ra trước mặt. Không muốn ăn thì nó tự nhiên biến mất, không cần phải rửa chén rửa bát, tự nhiên biến mất hết. Người ở Cực Lạc thế giới, quần áo của mỗi một người không cần tủ đựng quần áo. Họ muốn cái gì thì có cái đó, cho nên cái gì họ cũng không cần. Trong nhà của họ không có nhà bếp. Thật là tự tại. Ẩm thực, y phục, chủng cúng cụ, tùy ý thức trí, vô bất mãn nguyện. Tức là tất cả sự thọ dụng đều theo ý muốn hiện ra, gọi là biến hóa sở tác. Xin xem nguyện thứ 38, ứng niệm thọ cúng thập phương chư Phật, ứng niệm thọ kỳ cúng dường. Nói đến cúng Phật, cúng Phật là thù thắng nhất trong sự tu phước. Nay chúng ta tu hành ở thế gian này, muốn cúng Phật không phải là chuyện dễ, vì Phật không còn tại thế. Muốn cúng một vị A-la-hán cũng không dễ gì tìm được. Phước thật là mỏng, không có duyên phần. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì khác. Quý vị ở Tây Phương Cực Lạc thế giới muốn cúng vị Phật nào đều có thể đạt được nguyện vọng. Nếu quý vị muốn phổ cúng dường mười phương tất cả chư Phật Như Lai chỉ trong một niệm thì quý vị có thể đi cúng dường rồi. Muốn dùng món gì để cúng dường thì liền biến ra món đó. Trong bộ kinh này có nói rõ, khi quý vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới có đầy đủ trí huệ, năng lực và thần túc. Người vãng sanh về Cực Lạc thế giới đạt đến cảnh giới gì? Y theo Phật tại trong kinh Đại Thừa mà nói là đạt đến cảnh giới Bát Địa Bồ Tát trở lên. Là trong kinh này, còn trong kinh này thì nói ngã tác Phật thời sanh ngã quốc giả. Ngài không có nói là thượng phẩm thượng sanh, cũng không có nói là thượng phẩm trở lên, trung phẩm trở lên. Khi đã không có nói đến những lời này, có nghĩa là những người vãng sanh và hạ phẩm cũng đều như vậy. Thật là khó tin, ở cõi nước của chư Phật khác muốn đạt đến cảnh giới này phải là Bát Địa trở lên. Đích thật là cảnh giới này, chúng ta ở cõi này chỉ cần sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù vãng sanh vào hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ, quý vị thấy được, quý vị thấy sự thọ dụng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, sự thọ dụng trong cuộc sống là ngang hàng với cuộc sống của Bát Địa Bồ Tát trở lên. Người ta muốn tu thành Bát Địa phải tu hai cái A Tăng kỳ kiếp. Cho đến ba cái A Tăng kỳ kiếp thì mới chứng được ngôi vị Bát Địa, phải tu khổ nhọc lắm
và mất thời gian rất là lâu dài mới đạt đến cảnh giới này. Còn nay chúng ta chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, không tốn nhiều sức thì đạt đến cảnh giới này. Cho nên rất nhiều Bồ Tát họ nghe rồi không tin, làm gì dễ dàng được như vậy. Các ngài, các người nghiệp chướng sâu nặng, làm sao có thể liền chứng được cảnh giới đó? Họ không tin, thật là pháp khó tin. Cái pháp môn này đích thật dễ hành mà khó tin. Quý vị mà thật sự tin, thành thật mà nói, tin không phải là chuyện dễ. Là quý vị trong đời quá khứ thiện căn thành thục, nay được Phật lực gia trì thì quý vị mới tin. Thật sự tin. Quý vị thật sự tin rồi thì phải hết lòng đọc tụng bộ kinh này, hiểu rõ nghĩa lý trong kinh này mà y giáo phụng hành, thì hiện tại hoặc vị lai quý vị sẽ đạt được sự lợi ích thù thắng không thể nghĩ bàn. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.